ngoài cái cá tính thứ nhất ra thì cái cá tính thứ hai là em cũng rất là thích vì thông minh. Và cô gái thứ ba thì em cảm thấy là mặc trên trang phục này em thấy không thiện cảm lắm. Không thiện cảm lắm. Với những cái phong cách đi, dụ đi đứng ở ngoài đường thì em thấy là cô gái này không phù hợp với em. Còn nếu mà đi sự kiện hay là đi những cái event các thứ thì đi chung với em thấy rất là ok. Nói chung em vẫn thích hai cô gái này và em không thích cô gái này. Cô gái thứ ba. Và Thiện không muốn hẹn hò với ai? Tất nhiên là không muốn hẹn hò với cô gái thứ ba. Em thích các nét cá tính của cô, cái khuôn mặt lạnh của cô gái thứ nhất. Và cái nụ cười tỏa nắng của cô thứ hai. Cái nụ cười của chị thứ ba có vẻ là hơi giả tạo tí. À, do cô thứ ba cười giả tạo nên không thích. Rồi. Nó không được tự nhiên rồi. Rồi, ok, Thành hiểu. Và cô gái thứ ba chính là cô gái mà Lương Trần, của Thiện chúng ta muốn hẹn hò. Không muốn hẹn hò. Không muốn hẹn hò. Vâng. Đúng. Do nụ cười của cô gái này rất giả tạo. Đúng. Đúng. Không? Chính xác. Chấp nhận điều đó. Chấp nhận điều đó luôn. Và em nghĩ anh cũng vậy luôn. Đâu có, liên quan tới anh. Ủa vậy hả?